Hello các bạn và anh chị em nha. Phong đang có mặt ở King Nail Supply ở Garland. Bây giờ mình sẽ học, bữa nay sáng sớm thì mình sẽ học làm dip ha. Đây là cái số phone của Supply, thì bạn nào muốn order ngày hôm nay Chisel có good deal 20% off nha các bạn. 20% off là sao? Thí dụ như mình mua 10 đồng thì mình trả 8 đồng thôi, còn 2 đồng thì mình không phải trả nha. 20% off. Ok các bạn, mua 10 đồng giảm 2 đồng. Alright. Rồi bây giờ bữa nay sáng nay thì mình bắt đầu mình học, mình làm dip trước. Như các bạn đã biết thì cái điều đầu tiên để mà mình làm một cái bộ dip là gì các bạn? Cái điều đầu tiên chưa phải là gắn móng đâu, chưa phải là sưng bay đâu. Mà cái điều đầu tiên là mình phải clean cái móng, mình ready cho cái dip của mình mình phải clean up cái cuticle cho nó thiệt là sạch sẽ. Để làm chi? Để khi mà cái da này nó bay ra hết rồi các bạn, mình sơn nó mới dễ, mình sơn cái cuticle nó mới tròn, nó mới đẹp, thì mình đỡ phải dũa ha. Thì cái điều đầu tiên để mình làm một cái bộ dip để mà nó last long có nghĩa là sao? Không có bị lip nè, không có bị gãy nè ha, rồi flat smooth. Thì mình phải đợi, điều đầu tiên là mình phải take care cái cuticle trước ha, mình phải clean up everything trước. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đầu đang mình clean. Ok. Hello các bạn và anh chị em nha. Các bạn hãy Phong share cái live stream này. Để Phong share cái ra. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái đầu đam mình clean để mình clean cái khóe của mình ha. Cái dũa này là nó hép cho mình đẩy mấy cái da mà nó trong cái góc nè, các bạn thấy không? Thấy rõ không? Đó, nó trong cái góc này nè. Mình clean up nó bay ra hết những cái da chết của mình. Cái đầu dũa này mà các bạn mà làm là manicure gel á, các bạn xài cũng rất là ngon ha, cũng rất là hữu hiệu. Không. Clean nè, các bạn thấy clean đã không? Đó nè, những cái chỗ này là những cái chỗ mà nó làm cho cái dip của mình nó bị lip nè các bạn. Những cái chỗ nó nhỏ xíu như này vậy thôi mà mình không có clean up nó sạch đó là nó lip. Em có đau không? Không. Đau nói anh nha. Nói anh để anh ứng cho nó mạnh thêm chút nữa. hỏi gì đó, hỏi gì đó. Hello Phạm Hiền, khỏe không anh chị em và các bạn? Ok. Rồi thì các bạn khi mà các bạn chuẩn bị các bạn dip á thì gắn móng á, mình phải lật cái tay ra vậy. Thì các bạn thấy không, thấy cái chỗ này nó lõm không, các bạn thấy cái chỗ này nó lõm không? Thì những cái móng mà nó gặp trường hợp nó lõm như vậy á, nếu như mình để yên mình dip lên luôn á thì lát hồi cái sản phẩm của mình á ra nó sẽ bị lõm như đây ha. Thì mình nhìn ra mình phải làm một cái bước nó gọi là
cái mình vá cái ổ gà này lại, vá cái chỗ lõm này lại ha. Thì áp dụng cho tất cả những cái móng mà mình gắn móng, mình làm cái cách này thì từ một cái móng mà gắn móng nó bị cái gáp ngay đây nè, mình làm cái thao tác này thì lập tức cái díp mà gắn móng nó sẽ trở thành một cái díp rất là đơn giản, thành một cái díp thường luôn các bạn, díp móng thật luôn. Thì làm như thế nào thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm ha. Mình sẽ dùng cái hũ bột clear. Ok, clear cũng được hoặc là natural base cũng được. Và mình sẽ dùng cái chai này ha. Cái chai này là cái chai super deep base, là không có cần phải bỏ số 3 lên nha các bạn. Đây ha, super deep base. Cái nước deep này nó không có cần phải bỏ số 3 lên mà nó rất là mau khô các bạn. Đó, mình chạy một cái đường ngay đây, ngay cái đường lõm ngay đây thôi. Các bạn thấy không? Đó, mình làm ba ngón đi. Đó, nhúng vô ha. Cái super deep bay này xài sướng lắm các bạn. Không có sợ là deep dày, nó không có khô, nhà dũa nó bị bay bột, không có. Khỏe lắm, xài này khỏe, khỏe người. Ok, rồi tiếp tục mình qua bên đây mình xử lý ha. Hello các bạn và anh chị em nha. Sao cái này nó không có nhảy cái comment vậy ta? Sorry các bạn nha, cái này nó không có nhảy comment, giờ mới thấy nè, mệt nhoài. Hello, hello mệt nhoài em. Hello Mandy Lâm, good morning Mandy Lâm. Chủ nhật em nghĩ em coi livestream là hạnh phúc. Hello Phạm Hiền, đẹp quá anh ơi. Cảm ơn Nguyễn Phấn Dương, Quỳnh Nhi nha. Cái này thôi không biết sao nó không có nhảy comment, đọc không đọc comment được. Có hiểu, có hiểu. Này nó không hiểu luôn, ngộ ha. Giờ nó lâu quá không gặp à. Hai Quỳnh Nhi khỏe không em? Anh cũng lâu quá anh chưa gặp em. Khỏe không em? Anh chị em và các bạn khỏe không? Các bạn nào mà ở gần Garland á, chạy ra coi show nha. Rồi cần hỏi cái gì á Phong hép cho ha. À, cái cách thức làm như thế nào đó chạy ra Phong hép được cái gì Phong hép cho nha. Cái cách làm này của mình á, cái này nó không có ra cái comment mới. Em ở Việt Nam hả? Em ở Việt Nam hả? Em ở Việt Nam ở chỗ nào? Anh đang ở Đà Lạt nè em. Đà Lạt, Đà Lạt nè. Thì khi mà mình deep như vậy xong, chưa xong đâu các bạn, nó vẫn còn một cái gap chút xíu, thì mình phải làm một cái bước nữa trước khi mình deep nha. Trời ơi, bán quá trời luôn các bạn, đông khách quá trời luôn. Bạn nào muốn ở gần đây muốn mua acetone hay là alcohol hay là bột chiso, bữa nay là có sale hết nha, sale quá trời à. Nè không, nè nói thiệt chứ không phải nói nói thiệt, đang chất hàng ra xe nè, chứ không có nói mình nói xạo sống ảo. Có mới nói kìa, có mới nói kìa, đông nói đông kìa. Mình chạy cho nó smooth luôn các bạn. Một cái tropical, một cái romaine đi. Rồi, một cái romaine, một cái tropical, cái tropical đi em. Hai. Hello My Thi Nguyễn. Này, cái này nó sao mà không đọc comment được. Để chỉnh sửa. Nhiều khi điện thoại xịn quá các bạn, không biết xài luôn á. Thà xài điện thoại thường thường thôi mà biết xài. À rồi, thấy rồi.
nhưng là fan của anh hả? Cảm ơn em nhiều. Cần Thơ hả? Cần Thơ gạo trắng nước trong, anh Phong ok lắm em ơi. Cảm ơn em, thank you em. Anh Phong ok chưa đủ. Anh Phong là ok hơn cái chữ ok luôn á. Đó thì mình phải chạy cái chỗ này ha. Mình chạy cái kiểu này các bạn biết sao không? Mình chạy cái kiểu này á, cái móng của mình á, từ một cái móng mà gắn móng á các bạn thường gắn móng sợ lắm, sợ là biết sao không? Điếp 2-3 lớp xong cái chỗ này, nó lõm xuống, khách nó dịnh mình lại, cái mình sợ quá, cái mình làm sao? Cái mình mài xuống mà các bạn biết, cái dòng mài xuống càng mài càng mỏng đi, mà khổ nổi mài cái chỗ lõm này nó vẫn lõm là vẫn lõm, đâm ra mài mỏng thành cái lá lúa luôn, là khách đi về cỡ ngày 2 ngày gãy móng vô phải đền ha. Đó là lý do những cái người thợ nail luôn luôn là sợ mà điếp gắn móng là vậy ha. Thì với cái thao tác này là mình loại bỏ hoàn toàn cái chuyện mà mình điếp mình bị lõm móng các bạn ha. Đó, nè, nó completely smooth luôn. Ok, là từ một cái gắn móng mình trở thành một cái điếp thường các bạn, thành một cái điếp natural á, điếp móng thật á, cả nó không còn cái gáp ở giữa nữa. Ok, mà như các bạn thấy là cái super deep bay này nè, Phong bỏ lên Phong deep nãy giờ đâu có bỏ số 3 đâu, nó khô luôn các bạn. Cái super deep mới của Chizo nó có một cái cải tiến là như vậy ha, khá là tốt. Hello Hoàng, khỏe không Hoàng? Hello Phan Hải, khỏe không em? Hello Hoàng, khỏe không Hoàng? Hello Alex, Alex Angie, khỏe không? Khỏe không Alex? Alexander. Hoàng, sư phụ mấy bữa nữa sư phụ về Cali, sư phụ lên thăm Hoàng. Lên thăm Hoàng với lại chị Trúc. Ok. Lên nhớ đổ bánh xèo cho sư phụ ăn nha. Hello Phong Võ, khỏe không Phong Võ? Hai idol đầu dũa, anh đang dũa rất good. Khi nào rảnh anh ship giùm em cái nữa nha. Ok em. Phan Hải, anh em khỏe anh ơi, anh khỏe không? Bên đấy đón Giáng sinh đến đâu rồi anh hả? Bên đây hả? Tình hình bên đây nó nói chung là nó cũng lình xình lắm em. Ở bên đó em ăn Noel lớn không? Cho thầy tháng 5, thầy cô khỏe không? Hello My Thi, em khỏe không em? Em khỏe không My Thi? Anh nhớ mà, học trò tháng 5 nhớ mà. Em trong cái khóa tháng 5 anh nhớ mà. Làm nail ok cho em. Nếu mà chưa ok thì coi cái livestream này ha, mình học làm deep. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đắp cái màu này. Màu này khá là đẹp các bạn. Phong đánh giá cái màu này khá là đẹp. Cái màu này Phong nghĩ trong tương lai nó sẽ rất là hot. Cái màu này 222 6 nút. Cái màu nu này nó tương lai nó sẽ rất là hot nha các bạn. Hot nó ngang ngửa như là Solid 71 bữa trước á. Và Phong sẽ dùng cái Super Deep Bay ha. Thì mình đã làm mình
completely cái phần mà bị lõm móng rồi. Thì các bạn thấy một điều à, khi mà mình làm xong tất cả các công đoạn rồi thì cái deep này đối với mình rất là đơn giản các bạn ha. Thì nó đã có một cái độ, nó đã có một cái độ flat rồi, nó không còn cái gap nữa, là các bạn thấy cái tay không, nó flat, completely flat rồi, nó không còn cái gap nữa. Thì cái móng gắn deep này á, cái deep gắn móng này đó, nó trở thành một cái deep bình thường các bạn, giống như là deep mà móng thật vậy đó ha. Thì để mình deep một cái móng như thì cái sơn bay mình cũng rất là quan trọng. Mình cũng không có được sơn quá nhiều, mà mình cũng không có được sơn ít quá, thì đâm ra nó không có đủ cái bay á, nó không có đủ bột, thì đâm ra nó cái móng của mình nó không có bột màu, nó không có đều. Ok. Thì cái lớp đầu tiên á thì Phong deep á, là Phong không có deep hết lên trên cái cuticle đâu. Tại vì cái móng gắn móng thì nó dài á. Nó dài, đâm ra mình phải deep nó tương đối là cũng khá nhiều lớp, cũng phải 3-4 lớp. Thì mình nếu mà mình deep 3-4 lớp mà mình deep lên cuticle á, nó dày cuticle lắm. Dày cuticle phải làm sao? Phải dũa phải không? Dũa mà càng dũa thì càng đau, đau tay khách. Mà nó dễ bị lip nữa ha. Thì cái lớp đầu tiên mình làm khoảng 80% thôi. Ok. Đầu dũa đang Phong đang dũa là đầu dũa nào vậy? À, đầu dũa nào? Phong đang dũa hả? Đang nãy giờ Phong dũa hai cái đầu dũa, muốn hỏi đầu dũa nào Jenny. Bên Đức đang dự kiến đóng cửa tiếp anh ơi, khổ lắm à. Rồi xong sao bông luôn. Ủa bên Đức sao đóng cửa nữa vậy? Thấy chích vaccine hết rồi mà. Đóng hay không đóng thì nó cũng vậy thôi em ơi. Giờ phải sống chung với lũ thôi em ơi. Mà bên Mỹ nói chung là dịch nó cũng ổn rồi, chích vaccine hết rồi em ơi. Oh my God. Các bạn thấy Phong sơn cái bay các bạn không quá dày cũng không quá mỏng nha, vừa đủ thôi. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng vừa đủ thôi các bạn. Nhiều quá thì nó bị đùn các bạn, nhúng vô một cái nó bị đùn, mà ít quá thì nó không ăn bột. Ok, cái gì cũng vậy, vừa vừa phải phải thôi ha. Cái đầu dũa Phong dũa sau là cái đầu dũa mình à, che này inbox cho Phong nha. Cần Thơ đây cả ngàn ca nhiễm hả? Ôi trời ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng lên cái cuticle của mình ha. Nhớ cái cuticle của mình á, mình phải sơn cho nó thiệt là kỹ các bạn biết sao. Mình không sơn kỹ á, chỗ có bột, chỗ không có bột, đâm ra lá hồi nhúng vô cái deep của mình nó nham nhở lắm các bạn. Nó nham nhở rồi mình nhúng lớp này lớp kia nữa, nó dày lên mà chỗ đậm chỗ nhạt á, nó xấu lắm. Và trước khi mình sơn cái cuticle á, mình phải nhấp ở dưới cho nó đều cái bay ra, rồi bắt đầu mình mới nhấn lên trên. Chứ không có mình quất thẳng lên trên cái cuticle á, nó một nùi ở trên đó luôn, nó chảy tè le tắc lét ra luôn. Bắt đầu mình nhúng vô nó lem nhem, nhìn nó lượm thượm lắm nha. Bên Đức này dân Đức nó không chịu tiêm, cho nên chính phủ đang ép tiêm, không tiêm là đóng cửa. Ờ à, vậy á hả? Đứa nào không tiêm ký đầu nữa em. Nó giỡn thôi nha, nhiều người đâu không thích tiêm. Còn anh là hả? Anh tiêm 3 mũi rồi. Mà nếu mà nó cho anh tiêm thêm 3 mũi nữa anh cũng tiêm luôn. Không cần deep clean clear trước hả Phong? Ồ cái này là Phong deep clear ngay chỗ cái nối móng rồi. Thì nếu như mà Phong deep một cái lớp clear cũng được, nhưng mà nó khá dày, nó khá dày ha, thì Phong bỏ qua cái bước mà deep clear bay.
Phong chơi thẳng nó lên luôn, tại vì cái này Phong dự đoán là cũng phải deep, cũng phải là 3-4 lớp đó. Thì nếu như mà các bạn mà làm món ngắn á thì các bạn làm một cái lớp clear rồi các bạn chơi hai lớp màu lên thì cũng ok. Nhưng mà riêng Phong thì cái móng này Phong dự đoán là nó Phong phải deep, nó at least là cũng phải 3-4 lớp, thì đâm ra thêm lớp clear thì nó khá dày các bạn, nó khá dày, dũa phê lắm các bạn, mà nó cái móng của mình nó thô, nó không có đẹp nữa, nó bè ra đó. Thì Phong không có bỏ clear mà Phong chơi 3-4 lớp ha, tùy theo cái màu. Nhiều khi cái màu nhạt thì mình 3-4 lớp, còn cái màu đậm á thì mình chơi 3 lớp thôi ha. Trong cái chuyện mà làm deep á, không có khái niệm là deep bao nhiêu là đủ ha, deep bao nhiêu lớp là đủ, mà phải tùy thuộc vào cái độ dài của cái móng ha. Mình, cái người thợ nail, cái người nail technique sẽ là cái người quyết định, cái móng này nè 3 lớp, cái móng này nè 4 lớp, chứ không có khái niệm là deep bao nhiêu lớp là đủ ha. Không có nhiêu đủ hết á, ăn thua là cái móng thôi nha, nhớ nha. Ha, thấy Phong nhấp trước rồi Phong mới deep không? Nhấp để làm chi các bạn biết không? Để cho cái bay nó đều ra đó, cho nó đừng có nhiều quá, nó nhiều quá này mình bỏ lên cái kia cổ của mình á, nó tà le tắt lét ra luôn các bạn. Mình nhấp cho nó đều ra, cho nó bớt bay đó, bắt đầu mình mới đưa lên cái cổ của mình, thì cái kia cổ của mình nó mới mỏng. Đó là lý do tại sao nhiều bạn làm deep á. Trời ơi, chơi một nùi lên luôn quý vị, chơi một nùi lên trên đây luôn quý vị. Nó chảy tè le rác lét ra bên hai bên cái khóe này nè, nhúng vô, trời ơi, nhúng vô rồi biết sao, tá quả luôn các bạn. Biết bắt đầu biết làm gì không, lấy tay quẹt, trời, nó lượm thường mà cố luôn á, đừng có làm kiểu đó nha, làm kiểu đó bôi bát lắm các bạn ơi. Nhấp dưới bắt đầu đưa lên nè. Bình thường thì Phong làm nhanh, nhưng mà nè, Phong hướng dẫn cho các bạn làm thì Phong làm từ từ thôi ha, vừa làm vừa nói. À, làm điếm không hơ máy em ơi. Anh ơi, nhúng bột kiểu này mẹ bầu làm được không? Được chứ em, được chứ, có bầu làm mà vô tư luôn em, đâu có gì đâu. Thì nếu mà em sợ bụi bặm này nọ em đeo khẩu trang vô ha. Good morning chị Ly Lương, khỏe không? Nè, thêm lớp nữa ha. Trời ơi, vui quá. Anh quay cái này qua cho anh. Quay cái này qua cho Linh bên đó. Quay bên đó cho Linh nhận bông đi. Không ơi. Sao em? Ok. Hả? Hai em sao anh hay bị trường hợp hai bên dày và phình ra. Ok, anh thắng Phan, anh biết sao? Để Phong giải thích cho anh vậy nè. Cái chuyện mà bị phình ra anh biết sao? Do anh quét bay á, anh thắng. Anh coi cái cách phong sơn nè. Ở đây Phong ok, nhưng mà qua cái bên đây nè, Phong hơi miết cái cọ ra chút xíu. Anh Phong hơi miết cái cọ ra hai bên chút xíu. Để biến chi không? Để làm chi? Khi mà Phong biết là hai bên đây nó ít cái bê thôi, thì mình nhúng vô đó. Mình nhúng vô bột nó cũng dính hai bên, nhưng mà nó không có bè ra nhiều ha các bạn. Chứ nhiều khi mình sơn bê mà nó dày quá nè. Anh thắng, anh coi phong sơn nè. Cái nghệ thuật mà quét cái bay nó cũng quan trọng lắm á. Nè, thấy không? Phong miết là hai bên nè, thấy không? Một cái thao tác nhỏ thôi, nhưng mà Phong không nói thì các bạn không để ý đâu. Nè, thấy miết nào?
đó, mình miết như vậy á thì hai bên nó ít keo lại, nó ít glue lại, thì mình nhúng nó ít bị phình ra, hả? Lát hồi còn chỉ cho các bạn một cái mẹo nhỏ để tránh cái chuyện mà dip nó bị phình ra. Hello 1600 anh em Lương Sơn Bạc nha. Bạn nào muốn order những cái sản phẩm ngày hôm nay ha thì gọi cái số phone 214-214-8000 nha. Chiso đang có cái 20% off, 10 đồng giảm 2 đồng, tính tiền 8 đồng. Ok. Có cái màu mới luôn các bạn. Có cái màu mới, cái collection mới của Chiso đó. Màu nu á, 222 không đang dip nè, đẹp lắm. Có luôn. Quá trời quá đất luôn nha, sướng luôn. Ok, rồi sau khi phong dip xong là phong ngưng ha. Ngưng như đây là đủ rồi ha. Còn các bạn nào mà muốn là phong chỉ cho các bạn một cái nữa nè, gặp những cái trường hợp mà các bạn muốn cho ở giữa nó dày lên, ok, muốn cho ở giữa nó dày lên để nó không gãy phải không, mà làm thêm một lớp nữa thì đâm ra nó bị bè hai bên quá thì phải làm sao? Dễ thôi nè, các bạn muốn ở giữa dày lên thì các bạn chỉ cần đi một cái lớp ở giữa thôi, thấy không? Đó, một cái lớp ở giữa thôi. Đó. Thì muốn ở giữa nó dày thì làm ở giữa thôi, đúng không? Hợp lý không? Hợp lý không quý vị? Thấy hợp lý thì like, mà thấy không hợp lý thì subscribe nha. Anh ơi, nhúng bột này dùng bột gì hả? Anh đang xài bột Chiso nè em. Bột này dùng đắp được luôn không anh Phong? Được chứ, vừa đắp vừa dip vừa ombre luôn em. Cái bột, dòng bột này là cái dòng bột đa năng ha, vừa đắp vừa dip vừa ombre luôn. Đó. Thì có phải là nó dày ở giữa lên không? Nó dày ở giữa lắm rồi mình mài hai bên đây cái là nó smooth đi ha. Còn các bạn muốn dày nữa thì mình lại làm thêm một lớp phủ qua lại nữa ha, nhưng mà đối với Phong như vậy là đã ok rồi ha, đừng có dày thêm nữa, cũng dày quá cũng tốt đâu nha. Rồi, bên đây phân chắc lại coi có đủ độ dày chưa. Em nè, em làm việc có nặng không? Có làm việc nặng nhiều cái tay không? Không, vậy ok rồi. Dày quá cũng không tốt. Bay dùng bay nào hả? Đây, Phong đang dùng Super Deep Bay của Chiso. Wi-Fi signal. Hello các bạn nha, hello 1600 người nha. Lá hồi à, em biết sao không? Lá hồi anh vẽ mấy cái ngón đeo nhẫn của em á, anh rắc một chút kim tuyến lên cho nó giống quýt mệt nha. Yeah. Nhìn cho nó lồng lộn lên chút. Yeah. Ừ. Lâu lâu mới có một lần ha, đâu phải cơm nguội đâu, ngày nào cũng nhai. Cái wifi này nó bị gì sao nó...
bột đắp bình thường và bay sử dụng cho sơn treo. Bay sử dụng cho sơn treo không em ơi? Treo bay là treo bay, mà treo dip là treo dip, nó khác em. Maxu cái Kiriko của mình á, nó phải thiệt là đẹp nha các bạn. Ừ. Bông nó phải nhìn màu hồng vậy chứ, bông ngày sáng đưa bộ bông như mình buồn, giống như là grandma vậy đó. Người đẹp bông gì cũng đẹp. Sao bộ bông đặt người ta anh? À, vậy hả? Mình kêu người ta là đặt cái bông nào mà cho đẹp đẹp, nhưng mà đối với người ta cái cách nhìn mọi người khác nhau. Nó cắm cái bông là bông mùa thu. Mùa thu. Linh thích hoa gì nhất? Dạ. Em thích hoa nè, hoa nào cũng thích. À, anh thích có một cái hoa, anh thích hoa kỳ. cái nu này ôm mấy vậy? À, số lịch 222. Số lịch 222 hả? À? Màu mới. Đi với editing hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Hàng chị lên đẹp quá em ơi, số lịch 222 hả? Đúng rồi, 222 6 nút. À ok, rồi chị nhớ một chút xíu nữa bạn chị qua chị giới thiệu. Ok. À vừa đắp vừa dip vừa ombre luôn, cái màu này làm ombre nó đẹp lắm. Ok, đó. Giống như là cái màu này is very popular. Yeah. Okay. It's gonna be. Mình dễ nhớ là 3 số 2 ha. Đúng rồi, 3 số 2. À, nói chung phải là 4 số 9 hả? Không. Hello Hân, khỏe không? Hân khỏe không? Make sure cái Kiriko mình phải sơn cho kỹ. Dạ. Cái Kiriko là cái rất là quan trọng. Gì anh Phong? Hello, khỏe không? Đây là không. Đi giờ. Sao anh có gì mà dạy dỗ không anh? Đâu có. Thì ra là phòng bóng giờ có phòng trần đâu đám cưới. Hello anh. Thì anh đợi đi chút nữa em xong chuyện em cũng làm dạy dỗ. Ủa hôm nay làm khách hả? Rồi ai vậy? Hello em. Hello anh. Gái anh hả? Bạn. Hello anh. Phải không? Cái màu này 3 số 2 nha, không phải 4 số 9 nha. It đi với everything của chi sầu. Đúng rồi, màu nào làm màu mới. Đi. Về nhà, anh làm hũ về nhà, anh quất một con khách anh lấy vốn này nè. Này là vuốt ombre cái ra liền à. Cái này là ombre là beautiful luôn á, chi sầu nổi tiếng về ombre mà, bột nhuyễn lắm. Đúng rồi. Nó là một cái friendly product, không mình ai làm cũng được hết. Đúng rồi, dạ. Ai làm được, không bột có cần phải tay nghề gì giỏ nhiều. Lấy đi, lấy 222 thôi. Em đang xài. Có rồi hả? Tại sao bữa nay 20% off ông quốc 10 hũ đi dành xài nguyên năm. Ước gì tôi là chủ ha. Mà thì anh vừa anh nói với chủ đi. Chụp hình rồi gửi rồi đó. Anh vừa tờ thì anh nói với chủ nha. À, hỏi cảm ơn anh. Ông Đạt cũng tốn nhiều tiền ông trả em tháng vậy, em lăn quá. Dạ trời ơi anh ơi, phải chi ông trả lương cho em cũng đỡ nữa anh, làm mà cơm gạo không đó anh. Máy này chạy bằng cơm mà. Hello Mary, nói khỏe nha, không? Nói vô, hấp bụng vô chứ, khổ quá khổ à. Đẹp tự nhiên nữa. Anh em vô mít make up nữa. Cái Super Bay này mình dip mấy lớp lên nó cũng khô hết. Dạ. Cái Super Bay này nè. Cái mới nhất của nó đó. Đúng rồi. Super Bay mới đó. Dạ, anh mình dùng cái bay của Chiso luôn ha anh. Đúng rồi, bay của Super Bay Chiso. Super Bay Chiso. Đây, cái chai này nè. Dạ. Bao nhiêu lớp lên cũng khô hết. Dạ vâng. Ngày xưa là mình dip dày dày xíu là mình sợ đâm ra dũa nó bị bay cục bột ra. Dạ, nó không chín bột hả? Nó không có kịp khô á. Dạ. Bây giờ không có sợ nữa. À. Nỗi niềm nó được bình yên ha anh? Ừ, thì nói chung là feedback về đó thì công ty chỉnh sửa, nói chung là upgrade lên là dạ. Mỗi ngày mỗi cải tiến. À ha. Cái Super Base này nó có mau khô không? À, nó cũng không có phải là quá nhanh khô, chưa kịp dip vô nó khô, nó không phải cái là vậy. Cái cũng cực kỳ mau khô cho đúng nên rồi. Là làm ombre rắc lên là đúng rồi, cái này làm ombre được luôn. Đó chỉnh cải tiến thôi. Thường ta mau khô. Anh phải lẹ tay lên.
làm mà nín thở mới lẹ được chứ mà làm lo thở nó đúng ra được. Cái Super Bay cái chai đen ngày xưa đó đúng nó khá nhanh khô đâm ra rất ombre thì đâm ra nhiều khi nếu mà mình chậm tay chút xíu nó không có kịp khô, nhưng mà cái này nó nói chung là adjust cái time mình lại rồi vừa đủ cái time để mình làm ombre để mình rắc mà nó cũng không có phải là quá lâu khô đó. Thì cái xe mới, cái mới là cái công thức công ty đã cải tiến lại rồi. Nói chung một cái sản phẩm đưa ra thì phải có feedback rồi bắt đầu cải tiến improve lên thì mới ra một cái sản phẩm hoàn thiện được. Có treo top chưa? Có, ở đây có luôn anh. Cái treo top mà dành cho deep á phải không? Có, đây cái chai này đây. Lấy chai về sờ thử đi. Cái này là cái này anh biết sao? Làm deep á. Ai mà sợ mà cái deep top á nó hay bị thế này thế kia á. Quất này lên. Mà này là không có cần xài bay treo, không có bị chóng. Ngày xưa mà cứ phải sân bay đâm ra nó dày, nó móng lắm. Lấy chai xài thử đi ha. Đó, lấy cho anh chai xài thử nha. Đang có good deal quá, đang có off. Xài đã lắm. Đưa vô tay con bé nó hết giá trên trời không rồi nha. Con bé nó mất uy tín trên thị trường. Anh biết em quá mà, anh trà liễm quá mà. Bong bóng còn cưới anh đâu có dám đứng chụp hình với em đâu. Bé giữ vậy anh, chút thằng khác lại. Bây giờ nhiêu nè? Cái chế sầu này là cái hũ này 10 đồng thì là 10 đồng hay là như cái anh này nè? 20 đồng còn 8 đồng đúng rồi đó, thấy chưa? Thôi, vậy em lanh quá em trả 7 đồng hay đó. Nãy rồi chụp hình cưới chị ngay cổng nha chị. Không, giờ đổi ý rồi, đổi ý rồi. Mình bắt đầu mình đi một cái đường ở giữa ngay đây nha ha. Đi này chụp luôn. Cái này công dụng của nó làm sao? Phong nói là chị nghe cái chuyện của mình là chìm gì sao đi. Đại móc xẻ liền, trời ơi. Lại chim nữa hả? Anh trả liền tại chỗ luôn nè em. Vậy là lất kỳ lắm á. Cũng đều hồ cái ôm vô bụng. Đâu biết đâu. Này đi ôm có mà nhìn. Không, cái màu này em thích quá. Tại vì em có nguyên lai. Em giờ đi làm theo ôm em. Không biết cái màu 22 là. Không ghê, lâu ngày cũng không ghê. Tại vì không làm bột thở là. Màu này nó tươi hơn cái màu 71. Đúng chính xác. Nhưng mà cái tone nó sáng hơn, chính xác luôn. Anh nhận sáng rất là chính xác. Thì sao em? Ôm 71 hả? OM 71. OM 7 OM solid 71. Solid 71. OM thì OM 14B. Ok. Cái OM 14B thì là tối nhất trong. Đúng rồi. Tại vì anh biết sao, cái đó là màu cover rất là mạnh. Nó cover luôn cái màu đen luôn. Đó thì cần phải có một cái tone 14B hả? 14 OM 14B hoặc là solid 71. Trời ơi, nói ngắn gọn đi anh, nhiều khi mấy cái đó nó dễ nhớ lắm anh. Ok, bây giờ thôi phòng để phòng làm thêm một cái lớp nữa ha, để cho make sure là nó completely nó strong để nó hold cái nail của mình luôn. 71 thì cái số nó lớn thì giống như nó cover đậm. Không sai rồi. Nhớ ngược lại phải không? Cái OM 14 đó, cái ôm 14 đó. Ôm mới đậm phải không? Ôm mới đậm hả? Ôm đậm. Ôm đậm. Ôm mới phê. Rồi ôm đậm, ôm đậm. Nhỏ này kiếm những cái cách nhớ rùng rợn á. Ngày xưa em có những cách nhớ mà giống như em thi cái bên Portopis á, bên cái mà về bưu điện nhớ mấy cái code phải không? Nhớ cái số nhà, nhớ code, nhớ cái mình có tự nhiên mình đọc lên cái mình tự nhiên mình mường tượng mình cách nhớ mình nhớ. Dễ hả? Lanh quá mà. Bởi vì giờ vẫn còn anh thấy không? Phong quét bên đây, Phong qua bên đây, Phong chở ngược lại, deep nó vẫn ăn bột. Có nghĩa là nó vẫn đủ thời gian. Anh ngày xưa cái chai xưa. Phong ơi, mình thấy Phong đi một đường ngay giữa là giống như mình tạo cho cái đồ dày lên, đúng rồi. Điêu cái đồ dày lên. Nhưng mà nếu mà mình sơn mà mình đi cái cả cái móng thì đâm ra cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Hai bên đây mép. Nó sẽ bị bè ra mép, đâm ra nó thô móng thì mình đi một cái đường ở giữa thôi. Mình đi đường ở giữa mấy lần vậy? Một lần thôi. Dạ. Là đủ rồi. Cũng tùy theo. Lớp cũng tùy thuộc. Mình mới đi ngay giữa. Nói chung là gần hoàn thiện mình cảm thấy mà mình cần phải một cái độ dày lên. Build cái độ dày lên. Cái xếp móng nó cần thì đúng mình rồi. Mình là cái người quyết định khi nào mình làm. Không phải, tại vì nhiều khi thì đây cho thêm lớp mỏng nữa đi. Nhiều ngày nữa, nếu ngày nào anh không mua hàng em nữa em xuống làm móng tay. Đến ngày đó tính đi. Uống nước vô anh lấy ra đi lì.
Ông ra hay đốt em muốn. Giống là làm anh ơi, chưa có anh nào bao em hết, that's why mà em phải tự lực cánh sinh nè. Đây có nhiều bao nè, lát anh lấy cho cái bao. Lát em lấy cho cái bao. Mọi sao cho em đó. Không nói em không làm bột thiệt nhưng mà em rất thích hiểu về cái kỹ thuật. Đúng rồi, nhiều khi nhiều người không thích thích đúng không không có làm nail á, nhưng mà cũng thích thích coi nail. Dạ, em thích hiểu về kỹ thuật á. Để gì nó khách làm xấu, đúng rồi. Tại sao nó làm xấu? Dịnh lại liền. Mấy lớp rồi? Bắt vô hộp liền. Cái này là 4 lớp. 4 lớp nhưng mà cái tính thêm một cái lớp ở giữa nữa là thành 5 lớp, nhưng mà thiệt sự ra đó ở giữa nó 5 nhưng mà hai bên hông nó chỉ là 4 thôi. Là tính lên base rồi, lớp base. À, cái này là Phong đi một cái lớp vá ở dưới. Nè anh thấy là Phong mặc dù là super bay nhưng mà deep 5 ngón luôn. Nó vẫn ăn bột bình thường chứ không có gì hết. À, cái chuyện này nó cũng không thể làm được nếu mà mình giữ cái công thức của ngày xưa. Thì bây giờ công ty đã thay đổi công thức rồi. Mặc dù là super bay nhanh khô thiệt nhưng mà mình quét 5 ngón luôn. Nhúng vô vẫn ăn bột như thường ha. Thì nó cũng là một cái bước tiến trong cái sản phẩm. Rồi. Chị Deep sao thường bị khô, không khô là sao vậy Phong ơi, cứu chị với. Chị xài Deep, chai Deep nào vậy chị? Chị đâu rồi? Đâu rồi? Sao không thấy cái comment của chị ta? À, chị Ruby Huỳnh, chị xài cái chai Deep nào chị? Nếu mà chị gặp cái vấn đề mà khô á, à, mà Deep mà không khô đó, lấy chai này về làm bảo đảm luôn, à, uy tín nha, mấy tèo luôn nha chị nha. Super Deep Bay là Deep bao nhiêu lớp cũng khô hết. Nè, nãy giờ Phong không có bỏ cái số 3 lên hả? Phong chưa có bỏ số 3 lên nha các bạn, nhưng mà nó đã khô rồi, thấy không? Là ready to foul rồi đó. Ok. Đây, cái màu này là cái màu 222. Điều quanh nè. Không ra. Điều quanh nè. Anh quay bạn gái mà đẹp đi nha. Nó đâu. Ở gì? Dạ. Trời. Nói em đẹp. Nói em đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ giũa máy ha. Hello chị, khỏe không? Khỏe. Yeah. Đang có show nè chị. Chị muốn hỏi gì chị hỏi. Đi với cái nào cũng được hết. Làm màu này làm ombre cái là vuốt cái ra liền. Cái đó đó hả? Màu 3 số 2. Đúng rồi. Màu này màu mới. Mà nó là show lịch 32 hay là ôm 32 ha? Solid 222. Solid 222. Đúng rồi. Em chị không lên luôn. đừng mua tay nha, anh sợ cắt tay. Đâu sao đâu. Chào các bạn thấy không? À, chưa bỏ, chưa đâu có bỏ số 3 lên, mà Phong Deep là tính ra đó là ba lớp màu, một cái lớp ở giữa thêm lớp nữa là bốn lớp, nhưng mà ở giữa đây là 5 lớp các bạn. Ở giữa nó 5 lớp thôi nhưng mà hai bên đây nó 4 lớp. Có nghĩa là ở giữa nó dày, hai bên nó mỏng. Thì cái móng của mình nó vẫn không có bị thô. Nó không có bị bè ra quá nhiều quá. Dạ, nó đầy thì đâm ra nhiều khi khách hàng họ làm việc nặng á, đỡ gãy mình đỡ nhức đầu. Ủa mày viết gì trên đó thì khắc cái nhiều tay nó flat chứ không có tròn. Đúng rồi. Nó nhiều khách lõm nữa. Lõm rồi. Đúng rồi. Nói nó đi, đúng rồi, chính xác. Lên ơi, lên. Sao cái lạnh rồi? Cái quai này có thử rồi không? Thử cái quai này. Cái quai à? Cái super quai có. Có. Chị thử. Đó chị. Cái này đây hả? Cái này đúng chưa rồi. Thui.
khui luôn chị, khui luôn à, lát lấy tính tiền sau không sao đâu. Cái súp bù quai đó xài ombre cũng ok, hoặc là làm ma bò cũng ok. Nhưng mà hay nhúng hai màu, quan trọng cái đường lai nó bén hay sao. Chị muốn lát không làm demo cho chị ngón. Không cần activator hả Phong? Đúng rồi chị Jenny. Nãy giờ là Phong không có bỏ súp activator lên. Mà cứng nhắc à, vũ đã lắm. Vừa dip xong là vũ luôn. Mà dip 4-5 lớp thì no matter, khô liền, vũ liền, không có sợ. Tiệm em ở Procter and Gamble phải không? À, không phải, tiệm supply ở đây là ở Garland Texas nha chị. 75044, số điện thoại là 214-214-8000 nha. Còn cái này shop off luôn được. Cái nào? Cái này shop off được chứ, là anh ý anh hỏi là làm mà sơn treo á hả? Được chứ? Được chứ? Ngày xưa á anh biết sao? Cái thằng này á, ngày xưa nếu mà mình mà bỏ bay lên á, mình mà muốn shop off mình phải mài trên mặt, còn cái này quất hẳn luôn. Khỏi mài luôn, đỡ tốn thời gian. Xài cho dip, không có cần phải bỏ bay, đúng rồi. Dip bột thì là xài quất lát hết á. Mà không chóc nha, đặc biệt là không cần phải bỏ bay cũng không có chóc. Hơn nhau ở chỗ đó. Với lại nhiều khi mà nhiều người làm điếc, người ta bị problem nhiều quá. Người ta muốn sơn treo top lên, mà sơn treo top mình thường nó có hai cái vấn đề xảy ra. Một là bị vàng, nó bị trơn yellow, hai là bị chóc. Cái sản phẩm này nó khắc phục được hai cái vấn đề đó. Chuyên trị về cái đó. Hello Phú Lê, khỏe không? Em đừng mua tay nha, mua tay anh dễ anh cắt vô kia cổn. Mà còn có thiết canh ăn nữa. Tích tiểu thành đại. mỗi ngón xin miếng. Hello Huy là Mai, một phút lành, cảm ơn Mai, cái kiều về đi nhiều nha. Nhớ banh cái khóe ra nha các bạn, cái khóe là cái mà very tricky. Nếu mà hai bên cái khóe này á, mình chỉ để một chút xíu ra thôi là nó lip. Mà làm dip mà bị lip là thất bại. Là một cái sự thất bại trong cái chuyện mà làm dip. Mà khổ nổi cái nhiều khi mình dip mà nó tè le ra đây quá, nó vũa khách nó đau. Khách mà nó chỉ cần á cái thôi là mình nhót tay rồi. Thì đâm ra nó bị xè ra hai bên critical, nó không có đẹp thì make sure. Đúng rồi. Thí dụ 5 đồng rớt xuống còn 3 đồng. Mà lỡ khi nó nhúc nhích nhỏ là nhúc nhích chắc nó 1 cái thôi. Nó là 1 đồng. Còn nếu mà 3 cái thì thối tiền lại nữa. Không, nhưng khi nhúc nhích chắc 1 cái cho thêm tiền. Là lỗi của mình, nó biết lỗi mình cho thêm tiền. Nhất là Mỹ Trắng á. Mỹ Trắng phải hết sức cẩn thận. Mỹ Trắng là cưng như trứng vậy. Đúng rồi. Mà bị gì họ không nói đâu, họ đi luôn à. Ừ. Họ không cầm lấy nó không gì á. Nó không nói cho nó, người ta cho tiền nhiều hơn bình thường, rồi con ra gọi vô nói. Đúng rồi. Thích đứa đó rồi lần sau không tới. Đúng rồi. Chỉ trắng lịch sự lắm. Lịch sự. Cũng tùy, nói chung là cũng một số ít thôi. Cũng... Thì nó lịch sự cho tiền không đi luôn. Trước khi đi nó cho nghe bài Bình Minh sẽ đưa em đi nữa. Mà nếu mà những cái móng mà nó thô quá đó, mình lấy xếp bằng cái đầu dũa này luôn nha.
thì ví dụ như cái móng này nó hơi bè ra, mình lấy xếp bằng cách nào? Mình để ở bên phải là mình đi lên, bên trái là mình đi xuống. Để cái đầu dũa này không, cái đầu dũa đi lên, đi theo cái vòng quay của cái đầu dũa, còn bên trái này nè mình đi xuống, mình lấy cái xếp có phình bằng cái đầu dũa luôn, đỡ mệt, đỡ phải lấy cái gì dũa. Số bạn đi làm. Nghe nói không? Năm lớp nhưng mà nó vẫn rất là na chỗ chứ nó không phải là hâm lên. Nhưng mà rất là chắc nha. Tại vì ở giữa là không đi năm lớp lận. Năm lớp là bột này luôn hay là bột này? Đúng rồi, bột này. Một cái lớp bay ở dưới. Rồi mà ba cái lớp màu, rồi thêm một cái lớp giữa, rồi thêm một lớp phủ nữa. Nhưng lớp mà của nó luôn hay là của nó luôn. Nhưng mà nó vẫn rất là smooth, vẫn rất là natural. Bột màu có nhiều cái màu mình không nhúng cái pot lên nó mềm, cái bột nó mềm. Xài cái chai này nó chỉ cái vấn đề đó. Ý nó là nhúng vô một cái là nó bị bay bột ra phải không? Đó không, là... không có bay bột nhưng mà giữa cái bột nó xốp xốp, nó không có cứng. Đúng rồi, nó mềm á. Là do cái bay nó chưa khô á. Thì cái super bay này nó khắc phục được cái chuyện đó. Cứng ngắc luôn. Vừa mới đếp xong cái sơ vũ liền luôn. Không có mềm. Cái này mới thấy cái vừa đếp xong mà vũ liền thì nó mới như là... Đúng rồi, mà không cần bỏ activator luôn. Như là khi phô thì có xài qua rồi nó biết. Nó ổn định, chất lượng ổn định. Như là biết thì biết, thì biết. Nhưng mà nhiều tiệm lớn ở đây lại không thích. Không biết sao. Tại bây giờ một cái tiệm á là cũng phải bỏ nhiều brand vô cho khách hàng lựa. Chứ một cái brand không cũng nó không đủ. Bột sắp nó lợn mà nó cứng, vừa đắp được vừa biết được. Dạ, đa năng. Rất là hay. Mà không có bị marble nữa, ít bị marble lắm. Những cái màu nu này là thường là dễ bị marble. Đúng rồi, nó dễ bị. Nhúng cũng vậy, nhúng thì khi mà nhúng cái mình vũa đi á, thì nó bị bay bột liền. Rồi bây giờ mình vũa xếp ha. Bây giờ vũa xếp làm sao để cho nó vừa nhanh mà phải vừa đẹp nữa các bạn. Chứ vũa mà nhanh không chưa đủ, mà vũa mà đẹp mà lâu cũng đủ luôn. Mình làm sao để mình làm cho nó vừa nhanh mà vừa đẹp thì vô là mình bắt cái xếp ha. Mình lấy cái xếp, bắt đầu mình ôm cái vũa lên để mình ôm cái xếp của mình vô cho nó gọn cái xếp của mình. Và luôn luôn nhớ là Phong luôn nhắc các bạn là luôn luôn nhớ một cái điều là gì? Cái dũa này không bao giờ mà mình đè vô là nó cắt tay khách. Cái tay khách liền nha các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà đè cái đầu dũa hai bên này nó lại bột. Lại bột làm sao? Mình dũa xong cái mình nhìn ra bên hông này, bột nó mất hết trơn, nó lòi cái móng thịt của mình ra. Đó thì là do cái khâu mà mình dũa đó. Thứ nhất là mình dũa nhiều quá, thứ hai là mình đè. Thì mình tuyệt đối là mình không có đè cái cây dũa này. Hả? Mình dùng cái độ nhám của cái cây dũa này mình gọt cái xếp, chứ không phải là mình dùng cái lực để mình gọt đi. Ok. Lớp bay phong xài của Chiso luôn. Không xài của Chiso luôn, Marilon. Hello Ngọc Duẩn, em khỏe không? Khỏe không à, Ngọc Duẩn em? Mình đũa xếp mình phải nhớ là mình phải dừng lại đúng lúc nha các bạn. Nếu như mình không dừng lại đúng lúc là cái xếp của mình nó bị teo vô. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hai bên nó bị lẹn. Ok. Đúng rồi, nó bị nỉ qua bên. Nó bị nỉu qua bên thì cái cách thức mà mình canh cái cốc phình của mình á. Cái cây dũa này của mình phải không? Cái cây dũa này của mình phải không? Mình để vô vậy nè. Mình để vô đây thì chú thấy là cái thịt của mình nó giữ cây dũa lại thấy không? Cái thịt của mình nó giữ cây dũa lại thì chính cái lúc đó là cái xếp của mình lấy ra từ đó. Qua tới bên đây cũng vậy, để cái cây dũa dày thì chính cái thịt của mình nó giữ cây dũa lại là cái chỗ đó nó lấy xếp ra. Hai bên cái thịt này nó bằng nhau. Nó giữ cái vũ bằng nhau, cái xếp nó ra nó bằng nhau luôn. Đó là cái bí quyết lấy cái xếp. Tại vì
Không, hồi cái nó ngủ chứ nó lên. Nó bị cái trip á. Thôi cái trip lại. Nó bị trip cái điện á. 12:30 rồi mà còn mài dũa nữa ha. Ở bên đây bây giờ mới có 11:30 thôi em. Đây còn sớm mà. Dạ, một bên méo một bên thẳng Phong ơi, dạy cách dũa không méo đi Phong. Hello Phú Lê, phải không? Mình muốn dũa hai bên không méo á, phải không? Biết sao thì Phong mới nói nãy đó, mình dũa hai bên mình phải canh cái xếp của mình và phải tuyệt đối nha. Các bạn biết lý do tại sao mà nó bị nỉển bên không, bên thẳng bên méo không? Hạn chế cái thói quen này là cái thói quen không tốt nè. Dũa cứ vậy nè, cứ vậy nè. Có nghĩa là mình vuốt đâm ra cái xếp của mình nó bị đổ qua một bên luôn đó. Tuyệt đối là không làm cái kiểu đó ha. Mà cái đường dũa của mình á, nó thứ nhất nó phải dứt khoát, thứ hai nó phải thẳng, chứ không phải là cứ vuốt dài là nó bị mòn, nó bị đổ qua một bên hết đó. Phải thẳng thì nó mới thẳng được cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Để cái cây dũa nè, mình để thẳng như vậy nè, mình để xéo như vậy nè. Như nãy Phong nói, nó giữ cái xếp lại. Mình dũa nè, cái đường dũa của Phong nè các bạn thấy không? Một đường thẳng là một đường thẳng thôi. Không có xéo xéo, không có cong cong, không có dẹo dẹo nha. Đó. Mà tuyệt đối là không đè. Rồi bây giờ bắt đầu mình quay ngược lại cái tay này dài của mình. Dũa bảo đảm, dũa chú dũa cỡ nào mà chú không quay ngược tay lại xếp chú không méo hết. Chỉ khi quay ngược cái tay này lại mình dựng đứng lắm vậy, mình dũa thấy nó ngay, mình đúng để rồi xuống là thì nó bị méo. Mà cái dòng mà khách nó coi tay của nó để vậy nó coi không à. Nó nói méo, mình nhìn thẳng. Đó thì mình phải quay ngược cái tay lại. Quay ngược cái tay lên vậy á. Đúng rồi, chỉ khi nào mà quay ngược cái tay lên. Hello. Việt Nam mình thật sự mà nói, mà nếu mà không trau dồi cái tay nghề cũng mệt lắm à. Mệt với lại những cái sắc chân khác lắm á. Tay đau không em? Dạ, có ok không? Dạ. Đau nói anh nha. Dạ, nói anh à, anh làm mạnh thêm chút nữa. Anh có nhẹ nhàng mà ngọt ngào rồi anh ạ. Ừ, con kia vay đi nhiều nha. Cái đó hấp chứ. Đó. Các bạn nhìn cái neo á các bạn. Các bạn biết sao? Cố gắng nhìn bên đây mình, thí dụ mình thấy cái khóe của mình à, nó còn dơ, nhớ vuốt nhẹ chút cái cây dũa của mình nha. Vuốt nhẹ thôi, đừng có vuốt mạnh. Bo cái khóe của mình. Đó, xong. Hello Huỳnh Anh Hình Ánh, khỏe không? Khỏe không anh chị em và các bạn? Dài đường dũa thôi các bạn ha, chỉ cần dài đường dũa thôi, xếp của mình nó khác liền, khác biệt liền. Này các bạn ha, nó sắc sảo.
nè, để cái cây dũa vậy nè, rồi ôm cái xếp lên nè, để cây dũa vậy nè, thấy không, ôm cái xếp lên. Dạ không có chi, chú cần hỏi gì chú cứ hỏi đi. À, bữa nay có show về chi sò đó, hướng Phong hướng dẫn cho chú cách sử dụng sản phẩm đồ này nọ. Coi đi, cái thấy cái nào mình thiếu. Đúng rồi. Tự động mình thích là thích. Chứ hỏi gì cũng biết sò hỏi nữa. Chú muốn không, lát hồi Phong hướng dẫn cho chú làm cái spider treo đó, à, bỏ thêm miếng cái sách treo hình như ở đây, cái sách treo này mình có carry không anh Lực, cái sách treo bẻ đó hình như ở đây có đó, hình như 1-24 màu bao nhiêu đó, cái này có 18 màu, 9-18 hình như là có cái nhiều loại lắm, nhiều loại lắm. Bữa nay chi sò, tất cả các sản phẩm mà chi sò là đều có sale 20% hết á, là 10 đồng thì giảm 2 đồng. Đó, như thấy ông quay ngược cái tay lại mình gò. Đang làm thấy anh like, tranh thủ nhảy vô coi được chút xíu nào hay chút đó. Hello Andy Dương, khỏe không? Thi Cây Ngân nhìn anh dũa thấy đã quá. Đã không em? Anh dũa anh còn thấy đã nữa mà. Các bạn thấy không? Mình đi một cái đường ở giữa, nhưng mà mình hoàn thiện xong là nó completely, nó smooth luôn. Nhưng mà ở giữa này nè các bạn, nó dày hơn cái hai bên đây một lớp bột. Đó, giải quyết cho cái chuyện mà build cái độ dày lên mà không bị thô hai bên hông. Cái này cái wifi nó có bị problem. Wifi của mình, cái livestream của mình nó mờ. Để vô, lát vô cái wifi này nha, tiệm kìa. Tiệm mình có wifi không nha? Dạ không. Có, đang vô. Anh cần vô wifi nữa. À, để anh xong cái livestream này, okay. Vô wifi. Cái sóng yếu quá. Một chút xíu ở đây thôi, nếu như mình bỏ qua là nó sẽ lên. Gặp những trường hợp đó mình phải clean lại. Đó là nó sạch liền. Chút xíu thôi à. Mình không để ý là nó lip. Chút xíu à. Thank you.
cái này phải xài thêm một cái dũa tay nước nữa, cái dũa dưới cái lùi nữa. Cũng không cần mình lấy cái máy mình chạy sơ qua cái là được rồi. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Bạn nào mà muốn làm đây, bạn nào mà muốn làm kiểu như là cái ombre một nút nhạc đó, muốn làm thí dụ như khách làm xong rồi kêu cho ta làm ombre ngón được không, thì thường là nếu mà mình không biết cái cách làm này thì khá khó khăn. Nhưng mà nếu mà gặp những cái trường hợp đó, mình làm lấy cái này ra mình làm, thì cái này nó cũng là một cái cách ít cũng có lâu rồi nhưng mà cũng nhiều bạn chưa có nắm bắt, thì không sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Mình sẽ xài đến một cái chai mát treo nha các bạn, mát treo top coat. Ok, nhớ là phải đá đầu mỏng nha. Giờ mình sẽ hơ 30 giây, 30 giây thôi nha các bạn. Sơn cho nó kỹ chút xíu nha. Rồi bắt đầu mình hơ. Rồi mình sẽ xài cái hũ bột này là OM60A nha. Cái hũ bột này chỉ là dùng để mà dip ombre một nút nhạc thôi chứ không có đắp nha các bạn. Hello anh Tim, khỏe không? Hello. Okay. À, bắt đầu mình nhúng vô nè. Càng nhúng vô bao nhiêu thì càng trắng cái đầu ra bấy nhiêu. Đó. Bắt đầu mình phủi nhẹ. Bên đây cũng vậy luôn. Nó có cái lớp mát đâm ra mình nhúng cái OM60A này vô thì những cái thiết mình á nó bám lên từ từ, đâm ra nó ra được cái đầu trắng thì nó ra ombre luôn. Cái này ai làm cũng được hết, dễ lắm. Nhấp vô. Càng nhấp thì càng trắng. Rồi. Bây giờ mình sẽ sơn lại cái bằng cái top coat. Này, top coat này mình xài top coat này nha, cái top coat này top coat mới chuyên dành cho bột dip. Này nó không có cần phải bỏ bay. Một cái ngón này thì mình sẽ làm lát hồi phải hướng dẫn cho các bạn vẽ thêm một cái ngón ở đây nữa ha cho nó đẹp. Cái chai này chai mới ở đây có bán luôn. À mà chuyên mình sơn cho mình dip. Sơn lên bột dip như vậy nó có bị chóc không? Không cần bỏ bay, không chóc luôn. Warranty, không chóc, không vàng móng. Mà nếu mà nó bị scratch là tự động nó recover lại. Cái top dip này mới xài good lắm.
Và mình đặc biệt á, nếu mà mình xài những cái làm cái ombre này nè, các bạn sơn thóp này, các bạn lưu ý ở cái vấn đề mà bỏ thóp cốt nha. Mình nên có để một cái tờ giấy ngay đây. Nè, mình sẽ sơn ở trên đây trước. Mình kéo xuống là kéo xuống luôn. Mình chùi. Tại sao phải chùi vậy anh Phong? Tại vì nếu như mình không chùi á, nè em á, thấy ngay đây không? Dạ. Nó trắng trắng, mình sơn lên trên đây, cái trắng này nó dính lên trên đây. Dạ. Mình ngon messed up. Đó, mình ngon đó thôi. Chùi cái thôi. Đó. Lên cái bột hả anh Phong? Đúng rồi. Mà phải nhớ một điều là gì? Phải khâu vào cái đầu móng. Làm manicure treo cũng phải câu vào đầu móng. Nói chung sơn cái gì cũng phải câu vào cái đầu móng hết. Đúng rồi. Nhức nách không? Nhức nhối luôn ha. Dễ làm lắm. Can you show the jaw of this one? This one can be used with the dipping powder without chipping and turn yellowing. Okay, this one you don't have to put the bay gel that you can put the direct on your nail. Okay. Dù ở trên sơn trên này trước bắt đầu kéo nhẹ xuống ha. Chùi đi. Chút nhẹ xuống. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sơn mát. Sơn mát để lát hồi mình design cái ngón này nha. Cái này là mát để mình design. Cái này mình design. Sơn mát lên để mình chú biết sao? Sơn mát lên nó dễ nó ăn hơn. Cái show cái đường vẽ của mình nó sắc nét hơn. Sơn mình vẽ, mình sơn cái mát là trực tiếp vô luôn, không cần xài bay. Đúng rồi. Mà sao mấy lần kia xài treo á, vẽ lên cái bột dip á, nếu mà không xài cái rubber bay á, nó bị lột. Nó lột nguyên mảng luôn. Cái xài mát hay là xài cái hãng nào cô xài mà hay chị hãng xài hãng nào? Rubber bay là của không, cái này không có cái loại này nó không có có bị chóc ra. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ ha. Đây. Đây chisel. Mình chisel có một cái bộ vẽ ha. Bây giờ mình sẽ vẽ cái Christmas nha các bạn. Okay. Chisel right here, Hân Nguyễn. Right here. Chisel name OM68. Okay, this one for using to do the ombre one note melody nha. Là ombre một nốt nhạc á. Giờ mình vẽ theo cái kiểu mà quýt mệt là hay vẽ nhất, là vẽ theo cái kiểu này. Mình sẽ vẽ những cái đường song song như vậy. Rồi bắt đầu mình nối vô nè.
nó rất là easy, nối từ cái bên đây qua bên đây, đó là nó ra. Cái đó nhìn nó dày á, như đỡ đổ, mỏng hả? Nhưng mà quan trọng là cái đít nó hàng có chắc không nè. Đúng rồi, chứ không thôi là nó chảy cà le ra chết luôn á. Cái này nó xài tốt lắm cô. Dạ, nó xài rồi. Rồi, mấy cái chân lớn để xài được. Dạ. Cái bọc này nó dễ dễ sáng hả? Cái này nó lại rút nữa. Cũng nói tôi thử đi. Mua cho nó dạ, nhớ không nói. Thì tưởng nó xài rút lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nha. Tại có xài qua rồi nên con cũng nói với cô. Lấy kim tuyến nè. Lấy kim tuyến nè các bạn. Các bạn rắc lên. Mấy khi được vứt đi nhà nếu được công an. Nhìn nó quýt mệt như làm trên nền màu đỏ đẹp nữa. Còn làm trên nền này đẹp vừa vừa thôi. Đúng rồi. Nguyên thủy của nó luôn á. Cái này làm trên nền này cũng đẹp mà làm trên nền đỏ là đẹp giống quýt mệt nữa. Đúng rồi, nó sâu nhiều hơn mà bữa nay đẹp vừa vừa thôi chứ đẹp quá chịu không nổi. còn cái chai này á là con nói là giống như mình đúng chỉ rồi. Cần xài trực tiếp lên cái dip coi như là mình dip hay gì mình bỏ số 4 hả? Mình bỏ này lên luôn, không có cần phải bỏ bay lên. Đó đang sale 10 đồng còn 8 đồng ạ, à, giảm 2 đồng. 20% đó. Xài good lắm, cô lấy thử một chai về xài. Xài bảo đảm ghiền. Nó lẹ. Thank you. Yeah, thank you nha. Trời ơi. Hoa giờ. Thank you. Thank you nha. Thank you tới support nha. Thank you. Chú bạn. Em đi ăn có quay lại nữa không Long? Mình đi luôn. À, để coi đã, tại có hẹn với gia đình nữa. Hẹn gia đình nữa. Đi giờ. Đi coi mắt mà. Đi coi mắt liền. Đừng rung à, anh đang bẻ nó bị lật. Thôi. Nó kêu là đây không có trái đâu, không có hồng cà. Hồng cà đi à. Lên. Anh nhất anh đang bẻ nha. Đi về uống nước. Thôi ra tao ước không được. Thank you nha. Thank you. Thank you anh. Thank you tới support nha. Thank you. Thank you anh. Bye anh. Bye bye. Cảm ơn nha. Cảm ơn mấy em. Cái xem bộ sách mới cho mùa kho đâu ha chị không? À, cái trong đây hình như là nó không, hình như không có trong này, nhà nó mới quá, nó chưa có ra kịp đó chị ạ. Nhưng mà màu thì mình có đúng không? Đúng rồi, có đủ màu. Có màu ở đây đang chất ở đây. Đúng cái collection 4 á chị, cái màu 222 á rất là đẹp. Đây cái màu đó Phương đang làm đây, bút ombre cái ra liền đẹp lắm, mà làm đắp một màu cũng đẹp nữa, màu đó very good luôn á. Ông nếu mình mua thì mình sẽ mua nhiều, giá bao nhiêu tiền? Dạ hiện tại cái giá của nó là 1.500 thì sale xuống 9 đồng. Chính là giá gấp đôi á chị. Thường mà bình thường mình mua số lượng nhiều mình nó có cứt deal, cái này là nó dành cho mua con em. Nếu em mua nhiều thì có bớt hơn không? Dạ mua thì là nhiều luôn á. Dạ chị mua mấy lai? Mua mấy lai hả? Dạ theo mình biết ít nhất á thì cũng phải một lai xài được ngày không có. Sao chứ? Một lai xài được ngày không có. Một lai
nhiều quá chứ. Năm trăm mấy chục màu chứ. Kia, loại kia kìa. Cái giá mà ví dụ mà kéo lại. Mình mới thử có mấy hũ thôi chi rồi thì thấy ok là đi trước giờ chưa có đi cho nó. Tại vì muốn try thử nó mà là rước á thì mới bắt đầu đánh vô cái bàn chi rồi. Trước giờ tiện á thì nhũ hả? Đúng rồi. Tuy đi dính lên mấy cái trắng hả? Đúng rồi. Cứng lắm, không chóc đâu. Đúng rồi, chị muốn Phong demo cho chị để coi cái chất lượng nó như thế nào luôn. Không, chất lượng thì biết rồi, tại vì tôi đã có xài mấy hũ xài rồi, về cho các em nó xài rồi. Các em nó ok thì bắt đầu bây giờ mình đánh vô cái like của Chiso. Nói chung Chiso, mình mang Chiso về tiện mình, cái điều quan trọng đầu tiên là nó đỡ nhức đầu. Nhức đầu là khách nó ít complain, nó không có làm cho thợ với khách với lại khách với chủ nữa, nó ít khóc lên và okay, nó ổn định. Đúng rồi, chính xác, cái marble là cái mà very tricky, nó làm cho mình nó drive me crazy. Giống như là cái người owner thì cái chisel nó là một cái friendly product, ai xài cũng được hết, thợ nói chung là không có cần phải quá giỏi để mà sử dụng, nó very friendly product. Thì nếu mà mình mua nhiều thì có bất ngờ không? Dạ không, tại là đang có special chỉ trong 2 ngày thôi. Sau 2 ngày thì đẹp không các bạn? Còn ví dụ mà không thấy hâu la trong cái thời gian bình thường của em á, giống như ngày bình thường em không có sale. Có, anh đã đây nè em. Online á thì cũng có sale, có giá đặc biệt đó. Đã. Nhưng mà còn vấn đề mà đối với mua mà vài chục hũ hay 100 hũ á thì hiện tại là đang có special. Có 9 đồng thôi hả? Dạ. Wow, anh đẹp quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn cái này lên nè các bạn. Sơn trước giờ các bạn làm deep là các bạn bỏ cái thóc cố số 4 là các bạn sợ lắm phải không? Bị trục chặt thế này thế kia không côn, không bóng phải không? Bây giờ nó ra cái loại mới nè các bạn. Nó là thay thế cho cái thóc cốt thóc che, thóc deep luôn các bạn. Không có cần phải sơn bay. Sơn cái này lên là đi 3-4 tầng no problem luôn. Ok, đó là cái thóc của Chiso đúng không? Đúng rồi, chuyên dành cho một deep, không có cần phải bỏ bay. Bao nhiêu tiền hũ vậy? Bữa nay đang có còn có mấy chai à? À 10 đồng mà còn 8 đồng, đang 20% off. Okay. Chị đứng chị có thể coi cái độ bóng của nó đây luôn nè. Mà đặc biệt là không chóc nha, không vàng luôn. Very good. Nhưng mà cái này cũng apply hai lần không em? Một lần là xong. Đó, một lần là xong, nó khỏe lắm, đưa vô máy hơ cái là đứng lên là rửa tay là đi. Không có khách, không có lè ngày, không có gì hết. Cái top này thì mình chưa mua con. Đó, chị lấy thử về xài, good lắm. Thôi mình không giúp nó dở. Sao giúp chú nói sao? À mình để vậy luôn. Cái này có nguyên hũ lớn để refill nó không? Nếu mà mua cái đó hiện tại bây giờ chị hỏi supply họ có carry không? Chiso thì hiện giờ chưa có hũ lớn. Vui thì dạ, mình hơn phút nha các bạn. Hello Hoàng Lê, em khỏe không? Em bên Canada phải không? Anh có cái gì mới không anh? Trời anh hả? Anh cái gì lúc nào anh cũng có đồ mới em. Lúc nào cũng có hàng mới hết. Thì anh hũ rắc lên dạng kim tuyến gì vậy? Ở đây hình như supply họ có bán luôn. Anh thấy họ có bán đầy đủ các món ăn chơi á. Em muốn em inbox cho anh đưa cái số phone, hoặc là em gọi số phone này luôn đi. 214-214-8000 nha. Họ có bán cái hũ này, cái kim tuyến để mình rắc lên cho cái mùa Christmas nè. Kim tuyến trắng mà kim tuyến mà lại cốt á thì nó mới ánh lên đẹp được. Chứ mình mua cái loại thường á nhìn nó mờ lắm em, nó không có sang. Em gọi số phone 214-214-8000. Ở đây anh thấy có bán á. Thôi để
về coi lại đi. Ok, quên đi. Trước sau chị phải dùng mà. Bây giờ mình cho dầu vô nha. Cần gì? Aceton hỏng thì có rồi. Ông tay chỉ lấy cái gì? 10 bọc hả? 10 cái bọc với 10 aceton, không lấy aceton. Oh no, alcohol. 10 aceton, 10 bọc ra mình bỏ. Mua cái collagen đó, cái pearl delicious đó. Nó bán 129, 130 đi bớt 10%, cái 10% đó nó không có trừ liền. Đưa cho anh cái gift card, nó không anh lợi anh mua xài nó xong đó hả? Không thì cũng cũng trước sau cũng xài thôi. Trước sau cũng xài đâu mất đâu đâu. Rồi, không thể đi khỏi mua. Thử bán vừa mua. Rồi thử cái ngón ngón design trong em. Được, được, thoải mái nha anh. À, nó phải vậy anh, nó 3D anh lấy cái tay cào nó cũng không rớt luôn. Sợ nhiều khi khách nó vuốt tóc của nó. Sao không rớt? Cứng lắm. Đúng rồi. Cứng lắm. Cái này không rớt, bảo đảm luôn. Đẹp quá, đẹp quá, đúng rồi. Uy tín nha mày tèo luôn. Xuất sắc luôn. Cái này đây nói bớt 2 đồng phải không? Đúng rồi. Nó nói bớt có 1 đồng mà em ơi. Ủa, cái này hả? Ừ. Hình như bớt 2 đồng á, 20% á, thì hỏi lại đi. Mới hỏi mà mắc kịp chỉnh kìa. Để em họ không hỏi cho. Mua đồ nó hoài mà nó cũng mát vậy đó. Không, nó đâu biết được chị, cái đó nó phải với boss nó biết chứ. Cái này promotion á. Boss tôi nói là. Có đó, có promotion được không? Cho hạ đăng xuống cái đẳng cấp 10 thùng acetone lên nó cho. Lên ơi cái này kìa, chị hỏi cô này nè. Xong anh hả? Cái giá hình như là của anh Phong nói là cái giá. Cái này đang giảm 20% là còn 8 đồng phải không em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Trời, xài ghiền luôn. Dạ. Không. Còn cái này cũng vậy đúng không? Dạ đúng rồi, tất cả mặt hàng. Đúng rồi, giảm 20% hết á. Tính lấy 5 chai xài thử nè. Dạ, mà dạ. Sao nó nói chị ha. Ok, lấy nếu lấy là lấy 2 chai mát. 2 chai mát, chai mát với 5 chai plus. Dạ. Đúng rồi. Rồi lấy mình chị đi. Tính cho các cổ là rồi. Cái này trời ơi, lột xác ha. Để này để em chụp cái hình nha. Rồi, quá đẹp. Khoan từ từ nha. Rồi, xong. Quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Xuất rồi. Sắc chứ anh. Ready lấy chồng rồi đó. Bây giờ này anh đã gặp nhau là mê liền. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp các bạn next video nha. See you. Các bạn nào muốn order cái ngày hôm nay là có 20% off nha các bạn. Làm ơn liên lạc số phone 214-214-8000 ha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Thank you.